Rồi, kính chào quý vị, đây là cầu Quá An bắc qua sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, chiều tối ngày 25 tháng 7 năm 2017 quý vị. Rẽ phải là đi ngã ba Tân Vạn đó, giờ đi thẳng lên cầu Quá An. Nước Thủ Đức cung cấp cho người dân Sài Gòn. Không phải là hạ nguồn sông Đồng Nai nữa gì. Ở phía trước gì đó là toàn cảnh trung tâm thành phố Biên Hòa. Trời đang chuyển mưa quý vị. Ảnh hưởng cơn bão số 4 đó, mưa lâm râm. Sông Đồng Nai mùa này nước đỏ vì phù sa trên thượng nguồn vùng cao nguyên Lang Biang, Lâm Đồng, Đà Lạt cái gì đổ về đó. Qua đây có câu ca dao là nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Vùng đất Biên Hòa gắn liền với người Việt, người Hoa đến khẩn hoang lập ấp cách đây khoảng 300 năm. Cái là đi Vĩnh Cửu á vậy, giờ rẽ phải vô trung tâm Biên Hòa nè, còn đi thẳng là đi về Hồ Nai. Đó, đây là đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa vậy, chiều tối ngày 25 tháng 7 năm 2017. Thank you.
đi vào khu vực chợ Biên Hòa, chợ cũ, một trong những cái chợ lâu đời nhất của Biên Hòa. Thì chợ chiều muộn hay vậy, ta đi làm về tranh thủ ghé mua tí đồ ăn về nấu cho mâm cơm gia đình. Chợ là đối diện đó là dòng sông Đồng Nai, có cái công viên rất là đẹp này, chứng tỏ ngày xưa là trên bến dưới thuyền này. Những khu phố bên chợ, bên phải là bờ sông Đồng Nai. Công viên sáng hoặc tối ta đi tập thể dục cái gì. Là nhà thờ Biên Hòa đó vậy. Rồi tiếp tục đây là đường Cách Mạng Tháng Tám. Đường Võ Thị Sáu, bên tay trái thì là bệnh viện Biên Hòa ngày xưa. Thấy Biên Hòa bây giờ cũng thay đổi nhiều.
Dọc theo đường này rất nhiều quán nhậu quý vị. Wow, đây đường xe lửa Biên Hòa nè. Đang chuẩn bị có xe lửa qua gì đấy. Rẽ phải đi về Sài Gòn, rẽ trái là đi vô ga Biên Hòa gì. Kiều, xin chào quý vị nha. Hải Công Minh đã có mặt ở thành phố Biên Hòa tối ngày 25 tháng 7 2017. Goodbye quý vị. See you.